Cô xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề số 2, họa tiết trang trí, vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diêm. Đầu tiên cô và các con cùng quan sát hình sau đây nhé. Cô có hình số 1 và hình số 2. Quan sát hai đường diêm trên, các con cho cô biết các họa tiết được sắp xếp như thế nào? Ở hai hình trên, hình số 1 họa tiết được sắp xếp nhắc lại, hình số 2 họa tiết được sắp xếp xen kẽ. Vậy các con quan sát tiếp và cho cô biết có họa tiết nào ở đường diêm? Như các con thấy ở hai đường diêm trên có các họa tiết hoa lá cách điệu phải không nào? Vậy thì chúng ta vẽ màu như thế nào trong trang trí đường diêm là đẹp? Chúng ta vẽ màu ở họa tiết nổi bật, không bị lem. Và khi chúng ta vẽ màu họa tiết đậm thì màu nền chúng ta sẽ tô màu nhạt. Khi chúng ta tô màu nền đậm thì chúng ta sẽ vẽ màu họa tiết nhạt để làm cho đường diêm của chúng ta đẹp và hài hòa hơn. Các con cùng cô quan sát các hình sau đây. Các con cho cô biết trang trí đường diêm làm cho mọi vật như thế nào? Trang trí đường diêm làm cho đồ vật của chúng ta thêm đẹp hơn đúng không nào? Các con ghi nhớ, đường diêm dùng để trang trí cho nhiều đồ vật. Trang trí đường diêm làm cho mọi vật đẹp hơn. Họa tiết trang trí đường diêm là các hình hoa lá, con vật. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về trang trí đường diêm xong, cô và các con sẽ qua phần 2, cách vẽ tiếp họa tiết. Để thực hiện bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 2 bước. Bước số 1. Các con sẽ vẽ họa tiết vào đường diêm. Bước số 2, các con sẽ vẽ màu vào họa tiết trước và vẽ màu nền sau. Bây giờ cô và các con cùng tham khảo một số bài trang trí đường diêm nhé. Sau khi chúng ta đã nắm được các bước rồi, cô và các con sẽ vào phần 3, đó là thực hành. Bài tập ngày hôm nay: vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diêm. Ở bài tập này chúng ta sẽ làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ vẽ tiếp màu vào đường diêm có sẵn. Phần thứ hai chúng ta sẽ vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diêm. Các con cần lưu ý khi trang trí đường diêm, các con phải chú ý màu sắc cần phải có đậm, có nhạt. Các họa tiết giống nhau, vẽ cùng nhau. Vẽ màu cần làm rõ trọng tâm cần trang trí, không vẽ màu lem ra ngoài họa tiết. Các con có thể vẽ màu theo cách nhắc lại hoặc cách xen kẽ. Sau khi chúng ta đã làm bài xong rồi, các con tự nhận xét bài vẽ của mình nhé. Các con xem bài vẽ của mình vẽ họa tiết đúng và đều chưa? Màu có đậm có nhạt không? Các con vẽ màu có bị lem ra ngoài không? Bài học đến đây là kết thúc. Các em xem tiếp bài mới để chuẩn bị cho tiết sau nhé. Cô chào tất cả các em.